Thưa quý vị, trước vấn nạn ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu như hiện nay, mỗi một hành động nhỏ của người dân như là trồng cây xanh, tái chế rác thải nhựa trở thành những đồ dùng hữu dụng nhằm giảm áp lực của rác nhựa ra môi trường là những việc làm vô cùng thiết thực, cần được nhân rộng trên cả nước. Và câu chuyện dưới đây của chúng tôi nói về một dự án như thế, cho dù nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lan tỏa lớn lao trong công cuộc bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh. Và chương trình COP26 ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Trồng cây xanh, tái chế những chiếc vỏ chai lọ nhựa, thủy tinh bỏ đi thành những chiếc chậu cây hữu ích. Đó là những việc làm mỗi ngày trong dự án Ô những cái cây kìa đã được anh Hoàng Tiến ở Tây Hồ, Hà Nội thực hiện trong suốt 3 năm qua. Chỉ từ những chiếc chai lọ nhựa tưởng như là rác bỏ đi, sau khi thu gom chúng lại với bàn tay của người thợ sáng tạo và nhiệt huyết, anh Tiến đã hô biến chúng trở thành những chiếc chậu cây rất hữu dụng và đẹp mắt. Đây là cái chai chưa xử lý và đây là cái chai mà tôi đã tạo thành một cái chậu thông minh. Thì khi mà mọi người tưới nước ấy, thì mọi người sẽ cho nước vào đây. Thì mọi người kiểm tra là nhìn được mực nước ở đây để kiểm tra được xem là khi nào thì sẽ đổ nước thêm vào. Thì cây lúc nào sẽ cũng có nước thì nó cũng sẽ tươi và sẽ tốt. Mình có thể đi chơi hoặc đi làm, đi du lịch thoải mái, cây ở nhà không lo bị chết. Một việc làm nhưng mang lại hai lợi ích thiết thực. Với việc tái chế rác thải nhựa, tạo ra những chậu thông minh có thể trồng được cây xanh mà không phải tiêu tốn tiền mua. Những mầm non cây xanh được anh Tiến vun trồng với các cách thức rất sáng tạo, dễ trồng, dễ sống mà bất cứ ai, dù bận rộn cũng có thể chăm bón được. Ngoài ra, anh Tiến còn thực hiện chương trình đổi chai lọ lấy cây xanh, với mỗi chai lọ nhựa, thủy tinh mang tới sẽ được nhận ngay một cây xanh mang về trồng. Dự án của anh đã giúp lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường không rác thải nhựa và ngập tràn cây xanh. Cái ý tưởng ấy xuất phát từ việc là tôi thấy cái chất lượng không khí bây giờ nó rất là tệ. Suốt ngày mọi người là than phiền về cái cảnh báo đỏ của không khí. Và mọi người cảm thấy là đi ra đường rất là khó thở, có những cái thời điểm mà mọi người cảm thấy cay mắt. Chính vì thế mà tôi nghĩ là để lọc không khí thì chỉ có một phương pháp rất là hay và thân thiện, đó là mình dùng cây xanh. Cái dự án này là có một mình tôi làm, sức tôi không thể nào mà làm hết được. Cho nên là tôi muốn là làm cái hoạt động là đổi cây xanh lấy chai, là để tôi có cái tư liệu để tôi tiếp tục tôi sản xuất chậu. Hai là tôi muốn cho mọi người thấy cái ý tưởng của tôi để mọi người có thể học theo, để làm tại nhà, để giảm tải cho tôi. Có nghĩa là bây giờ là một mình tôi tham gia xử lý rác không xuể được, thì bây giờ là tất cả mọi người yêu cây hỗ trợ tôi tự làm các cái chậu như vậy để tự trồng cây ở nhà. Thì cái khối lượng rác mà được xử lý nó rất là lớn.